Lễ hội Chùa Hương 2024 Hà Nội diễn ra trong 3 tháng, khai hội vào ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 tháng riêng với chủ đề An toàn, văn minh, thân thiện. Ban tổ chức đã thành lập 5 tiểu ban, một trạm kiểm soát vé, một tổ kiểm tra liên ngành, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho từng thành viên các tiểu ban xây dựng kịch bản quản lý tổ chức lễ hội an toàn, chú đáo. Để tránh tình trạng ách tắc, quá tải trong những ngày diễn ra lễ hội, ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn thay vé giấy bằng vé điện tử, nâng cao chất lượng quản lý sườn đò, sắp xếp hàng quán, phân luồng giao thông, bốn bến xe có sức chứa 5.000 khách, không để hiện tượng đỗ xe bừa bãi. Hiện ủy ban nhân dân xã Hương Sơn đã chỉ đạo các hợp tác xã, thôn xóm ra soát thống kê, đăng ký số lượng đò tham gia vận chuyển khách trong lễ hội chùa Hương năm 2024. Hiện có 3.800 đến 4.500 chiếc đò đủ tiêu chuẩn phục vụ khách như lắp đủ ghế, có áo phao, wifi, ô che. Điểm mới của lễ hội chùa Hương năm nay là sẽ đưa vào chạy xe điện để phục vụ du khách theo lộ trình tuyến với 3 tuyến đường: bến xe Hội Xá, bến đò Yến Vĩ, bến xe Đục Khê, bến trượt Đồng Cừ, bến xe đường số 1, bến đò chùa Tuyết Sơn. Số lượng xe điện đưa vào hoạt động là 110 xe, chỗ ngồi của phương tiện từ 8 đến 14 chỗ, đảm bảo chất lượng xe, an toàn, đi đúng lộ trình, niêm yết giá công khai, lưu thông thuận tiện tránh gây phiền hà cho du khách. Giá dịch vụ xe điện là 20.000 đồng cho một lượt di chuyển từ bến xe vào khu vực bến đỏ suy Yến. Giá vé thăng cảnh là 120.000 đồng một người. Giá vé đỏ hai chiều tuyến Thiên Trù Hương Tích 85.000 đồng một người. Giá vé đỏ hai chiều tuyến Thanh Sơn Long Vân 65.000 đồng một người.